Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nho Khoa Thế Anh. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ca nhổ răng số 8 mọc lệch 90 độ ở bên trái cho một bạn khách hàng nữ. Thì bạn có chiếc răng số 8 này bị mọc lệch và bị sâu vỡ và đã vào tủy rồi gây đau cho bạn. Nên là hôm nay bạn đã quyết định đến với Nho Khoa để loại bỏ chiếc răng này đi. Bây giờ thì xin mời các bạn xem cái phim X-quang của bạn sẽ như thế nào nhé. Nhìn trên màn hình thì đây chính là chiếc phim X-quang của bạn đây. Thì bạn có 4 chiếc răng số 8 đấy, răng 18, răng 28, răng 38 và răng 48. Ở hàm dưới thì là hai chiếc răng số 8 đều bị mọc lệch 90 độ. Tuy nhiên thì cái ở bên trái này là bị sâu nặng nhất này. Đấy, khi mà ở trên phim X-quang thì cái phần mà thấu quang mặt nhai này là cái phần mà bị sâu này, mất chất, và ở cái phần này thì rất là rỗng. Đấy. Thế bây giờ thì xin mời các bạn xem cái quá trình mà nhổ răng của bạn diễn ra như thế nào nhé.